Vaya. Ok. Một bé này chỗ này ngủ một nó to dữ sợ. Ba cái này chứ. Ba cái này cái. Đó, vậy vậy. Châu cái cục mụn. Cho dây nặng sạch thì khoảng lấy ơi. Ý là lấy thêm cái cuối này nè. Chọn hết luôn rồi rồi. Không đòi. Hồi nãy tưởng khách bình thường ngủ, tại vì khách ngủ cũng đi say á. Là ngủ vừa đi chạy xe vừa ngủ luôn á. Nguy hiểm. Xem gì mà nó ghi vậy.
lâu không có nói thả luôn. Câu nói nha thôi. Ok em bên em hả? À, nhưng mà sao chị cục nắng đào thôi, cục này thì cũng đỡ rồi. Cái này mà quơ mạnh một xíu thì cũng bay. Yeah.